Đây là cặp đôi của hai bạn Việt Nam các bạn nhé. Các bạn Việt Nam đến đây để lựa chọn để chụp ảnh cưới này. Thời điểm này đúng là phù hợp với các bạn. Có một cái bức ảnh làm kỷ niệm ngày cưới thì đúng là tuyệt vời luôn. Long lanh luôn các bạn ạ. Xin kính chào quý vị các bạn đến với Tuấn Fan TV. Trong cái video ngày hôm nay thì mình lại cùng các bạn chúng ta trải nghiệm một trong những cái công viên lớn nhất khu vực Tokyo, nằm ở cả thành phố Tachikawa, đó là công viên Soa. Và các bạn nhìn thấy không, đằng sau cái mình đây là một trong những dạng cây cực kỳ tuyệt đẹp của khu vực công viên Soa này. Đó là dạng cây lá vàng nằm ở giữa trung tâm của khu vực công viên Soa. Và chúng ta sẽ cùng nhau chiêm ngưỡng và khám phá cái công viên Soa này, xem mà công viên này ở trong này có cái gì, là một trong lại sao lại là một trong những khu vực công viên rộng nhất của khu vực Tokyo, lên đến 180 ha ở tại khu vực trung tâm của Tokyo các bạn nhé. Và chỉ mất khoảng 40 phút là các bạn từ nhà ga trung tâm Tokyo các bạn đến được cái khu vực công viên này. Giá vé vào cửa là 450 yên cho một người, và trẻ em thì được giảm giá, còn người lớn thì chúng ta sẽ mất từng đó. Chúng ta sẽ cùng nhau bạch bộ trên khu vực công viên này, xem là công viên này đẹp như thế nào và tham quan công viên này có những cái gì cần nhá. Ok, chúng ta đi nào. Công viên thì ở phía giữa đây có một cái đài phun nước rất là đẹp, mà ở giả các cái thảm cỏ ở phía trên này họ được trồng những cái loại cỏ rất là đẹp, và cỏ kim, lá kim nó làm cho cái công viên được sạch sẽ, và họ sẽ được cắt gọn thường xuyên. Và mùa hoa anh đào đến công viên Tachikawa này cũng rất là đẹp, nhưng mà mùa thu ở đây thì đẹp hơn, bởi vì có những cái dạng cây lá vàng cực kỳ tuyệt vời. Là như các bạn đến đây vào mùa thu và trung tuần của tháng 11, tháng 5 các bạn nhé. Đây. Đây, công viên các bạn nhá. Công viên có gì? Công viên có lá vàng các bạn ạ. Công viên có lá vàng các bạn nhá. Cho các bạn nhìn một chút nữa là khám phá cái công viên này, và chúng ta sẽ đi vào trong kia xem các hạng mục ở bên trong như thế nào. Ở video trước thì các bạn có thể được nhìn thấy sự đẹp của cái công viên, mà có cái dạng cây lá vàng cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ đẹp này các bạn này. Đó, đây là đứng giữa của khu vực gần với cái đài phun nước các bạn nhé. Để có những thước phim dành cho các bạn, có thể các bạn được chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của công viên Tachikawa này. Thì các bạn có thể xem ở video trước, các bạn có thể nhìn thấy được cách đi từ trung tâm Tokyo như thế nào. Thì đây các bạn này, các cái cô gái Nhật Bản là dắt chó đi bách bộ, rất là thanh cảnh trong cái khu vực này. Ở trong đây thì có những người đi đến đây du lịch, có những người cao tuổi, có rất nhiều người cao tuổi, họ có nhiều thời gian thì họ đến đây để họ bách bộ. Cũng như ở trong giữa công viên thì có khu vực bán cà phê. Đây họ bán cà phê. Đấy, có những cái gian nhà giống như kiểu container họ bán cà phê, và có ghế ngồi cho khách có thể mua đồ đến. Các bạn có thể mua bánh mì, những cái đồ ăn nhẹ, sau đó các bạn mua cà phê, các bạn vào đây uống rất là ok. Đó, có ghế ngồi cho các bạn thoải mái luôn. Bởi vì công viên này rất rộng cho nên là đi bộ rất là mỏi chân các bạn ạ. Các bạn đi cả ngày không hết công viên này luôn. Những cây cổ thụ rất là to cao, được đưa vào hoạt động từ năm 1983 các bạn ạ. Đây là một trong những công viên để tưởng nhớ vị vua Thiên Hoàng Soa là tại vị trên vua ngai vàng của mình trong vòng 50 năm. Đó, đây những cái cửa hàng bán những cái đồ soba này, yakisoba, các loại mì, các loại karaage, takoyaki. Đấy, giá cũng rất là phải chăng cho các bạn có thể mua. Ở phía giữa trung tâm đây còn có cả Starbucks các bạn này. Có cả cửa nhà ca, cái nhà hàng, restaurant. Không phải Starbucks các bạn, đây là cái restaurant và quán cà phê. Cây cổ thụ rất là cao các bạn nhá. Cổ thụ rất là cao. Bạn nhìn thấy không? Cổ thụ rất cao luôn. Ở video trước các bạn nhìn thấy dạng cây thế nào, đẹp không? Đúng là quá tuyệt đẹp luôn. Một cái dạng cây đẹp về cây lá vàng, buổi tối nó còn có ánh điện các bạn ạ. Họ làm cho những cái ánh điện nó làm trang hoàng hơn cho những cái vẻ đẹp của cái màu lá, rất là đẹp.
Mình mới đi được có khoảng thời gian nhỏ nhỏ mà thấy bở hơi tai các bạn ạ, mỏi hết chân rồi. Đó, rất là rộng các bạn ạ. Chúng ta được đi qua một cái cầu và đi qua băng bên qua bên kia, xem ở bên kia có cái gì. Cây cối rất là mát mẻ, mùa hè đến đây thì đúng là tuyệt vời luôn. Thật sự mát mẻ, nhiều những cây lá vàng rất là đẹp các bạn ạ. Nhưng mà cũng rụng rất nhiều lá rồi, chỉ còn một chút lá thôi. Nếu như mà các bạn đến muộn hơn, nếu mà sang tuần sau các bạn đến đây thì không còn lá để mà xem nữa, không còn lá để mà ngắm nữa, cũng không còn lá để mà chụp nữa. Đấy. Những cây thông lá kim nhìn đẹp không các bạn? Đẹp thế. Không biết họ có tỉa không, cà cắt không mà nhìn nó đẹp thế. Lên thẳng tắp. Này các bạn nhìn này. Ở bên trong giữa đây thì là họ có một cái hồ. Cái hồ này thì các bạn có thể thuê đạp vịt để đạp. Dưới này có những cái sông các bạn này, có những cái sông, những cái hào. Đây là mình đang đi qua cái cầu đấy các bạn, trong công viên này. Đấy. Đẹp chưa các bạn? Thanh bình chưa? Sống ở gần đây mới thích, mới cảm nhận được cái sự thanh bình và trong cái gió lành, trong mát của cái thiên nhiên ban lại cho con người. Sống ở đây các bạn thọ thêm rất nhiều phần trăm các bạn nhá. Đây các bạn này, ở giữa chính giữa trung tâm là một cái hồ để có thể đạp vịt rất là đẹp. Một trong những cái hồ như kiểu hồ sinh quyển của cái công viên này. Nó nằm ở chính giữa. Đó, các bạn thấy không? Nhìn thích không? Mình đi vào công viên là mình rất thích bởi vì mát, trong lành, không khí thật là tuyệt vời. Ở giữa đây thì họ cũng bán những cái cửa hàng, những cái kiểu kiosk nhỏ nhỏ ấy. Họ bán những cái đồ ăn nhanh cho du khách. Buổi trưa nếu các bạn có thể muốn ăn cái gì đó ở trong đây thì rất là ok. Ăn yakisoba này. Đấy, mấy ăn cái đồ mà họ có thể làm nhanh cho các bạn được ấy. Chỉ 5-10 phút là các bạn có một món ăn rồi. Takoyaki này, yakisoba. Đấy. Cho các bạn nhìn hồ một chút nhá. Ở giữa này có cái ghế ngồi thoải mái các bạn ạ. Đây là ngồi miễn phí. Chắc ở trong công viên họ cung cấp cho du khách khi mà đến đây thì có thể có chỗ để nghỉ ngơi, có chỗ để có thể tranh thủ thời gian một chút nhỏ nhỏ, các bạn có thể ngồi. Đấy. Đây là công viên các bạn này. Đây cái hồ đạp vịt này, các bạn có thể mua vé ở phía trên kia. Đẹp không? Đây là khu ta có thể nghỉ ngơi này. Các bạn có thể mua đồ ăn ở cái kiosk kia, sau đó thì ra ngoài này nghỉ ngơi, sau đó chúng ta sử dụng luôn ở đây cũng ok. Bây giờ sẽ lại đưa các bạn đi một vòng khu vực xung quanh này xem có cái gì các bạn nhá. Ok. Thank you.
bán kem, quán cà phê, các thứ luôn. Không thiếu cái gì cả bạn. Công viên này đúng là rộng các bạn, mà đi mất đi có khi cả ngày không hết được công viên này luôn các bạn. Rộng lắm, đi mỏi chân lắm các bạn. Mình thấy mênh mông ngắt ngát rồi. Cái nhà thấp thấp đây là cái nhà vệ sinh các bạn nhé. Đấy, họ cũng bố trí đầy đủ nhà vệ sinh, các bạn có thể sử dụng nhà vệ sinh nhìn như nhà mình luôn. Các bạn thấy không, nhìn đẹp không? Họ làm thiết kế theo đúng kiểu phong cách Nhật luôn. Thấp thấp nhỏ nhỏ, mái vát thẳng xuống. Đấy, rất đẹp, bên nam bên nữ riêng biệt. Ok, tiếp tục các bạn nhá. Hồ này rất là mát các bạn ạ, mát lắm, đẹp, mát mẻ. Ở đông này gió vù vù các bạn ạ, gió kinh khủng luôn. Nhưng mà mát lắm, nó thực sự là mát. Thế này mà các đôi đang yêu nhau ấy, các bạn đưa nhau đến đây đi dạo mảnh bộ tâm sự chia sẻ hoàn huyên ở đây ấy, thì cũng rất là ok. Đấy, rất là ấm cúng, không gian riêng dành cho các bạn rất là nhiều. Bởi vì có rất nhiều những khoảng trống rộng rãi mà chẳng có người. Đấy, có rất là nhiều ghế để các bạn ngồi tâm sự này. Ở khu vực này đây các bạn này, người ta đang đạp vịt đây. Còn ở các khu vực phía bên kia nữa cơ, rất nhiều khu vực rộng mênh mông các bạn ạ. Đây này các bạn này, đấy. Có thể thuê một cái thuyền nhỏ nhỏ thế này đi đạp vịt xung quanh đây các bạn này. Ai chưa? Phía xa xa kia là cái bãi để các bạn có thể thuê đạp vịt các bạn cả. Đó, đó là cái khu vực nhà chòi để có thể thuê được bãi đạp vịt. Ở chỗ này cũng có một cái cây lá vàng đẹp chưa các bạn? Đẹp chưa? Cả cây luôn các bạn nhé, cả cây từ trên dưới luôn. Quá tuyệt đẹp. Đây, đấy. Bạn thấy không? Ở đây họ có cả những cái tàu để các bạn có thể thuê để đi, hoặc là các bạn có thể mua vé lên đó để các bạn ngắm toàn bộ xung quanh cái khu vực công viên Tatsukawa này bằng cái tàu kia các bạn này, cái tàu điện này. Đó,
chạy xung quanh công viên luôn. Rất là đẹp, rất hay đấy. Dịch vụ xe này rất hay chưa? Ồ, cái này thì được đấy. Đưa khách đi tham quan toàn bộ khu vực xung quanh cái công viên này, bởi vì đi bộ là rất là mỏi. Đi bộ là rất mỏi chân, không biết bao giờ đã hết công viên này. Họ có cái những cái xe này họ làm dịch vụ rất hay nhỉ các bạn nhỉ. Rất tuyệt vời đấy. Ok. Chúng ta đi vào đây nhá. Ở trong này thì có cả khu vực các bạn muốn chơi các trò chơi, ở trong này cũng có nhiều khu vực ở trò chơi ở phía trong kia. Đây. Đẹp chưa? Khu vực dành riêng cho mọi người có thể mua nước, có những cây bán hàng tự động, Jindo Hombaiki, những cửa hàng tiện lợi, nhanh, mua đồ ăn, cũng giống như mấy cái kiosk ở bên kia thôi. Họ bán yakoyaki hoặc là takoyaki hay là yakisoba hoặc là udon, onden, nhiều thứ. Có ghế ngồi. Ở trong này mình thấy ở xa xa kia có cái khu vực trượt tàu lượn à. Tàu trượt lượn tàu lượn đấy. Cái địa điểm, chỗ, khu vực để mà chúng ta có thể đi bách bộ. Các bạn đi thì các bạn định hình nhá. Không nhỡ may đi lạc đường các bạn ạ. Lạc đường luôn. Lạc đường. Nếu mà lạc đường thì các bạn hãy nhìn những biển báo để các bạn có thể nhìn thấy những cái lối ra cho mình các bạn nhá. Những người cao tuổi họ cũng rất thích vào công viên, họ ở vào đây họ tham quan, họ nghỉ ngơi. Đấy. Quá rộng các bạn ạ. Con quạ ở trong này thì cực nhiều luôn các bạn ạ. Nhiều quạ lắm. Toàn quạ to.
các bạn ạ, đó là một chút hình ảnh nhỏ nhỏ chúng ta khám phá cái công viên Showa ở công viên Tachikawa của thành phố Tachikawa này. Ngày hôm nay đưa các bạn đến đây để có thể chiêm ngưỡng toàn bộ công viên này. Nếu mà để cặn kẽ, để đi được ngóc ngách của khu vực công viên này thì mình không đủ sức. Nó rất rộng các bạn ạ, rất rộng. Và rất rất nhiều thời gian để chúng ta có thể khám phá được công viên này. Nhưng đôi chút nhỏ nhỏ những cái khu vực trung cục đường, trung đường chính, khu vực địa điểm chính mà các bạn có thể nhìn thấy thì trong cái video này đã thể hiện hết rồi. Chúc các bạn sẽ có nhiều những cái chuyến đi vui vẻ cùng mình các bạn nhé. Các bạn thích video hay này hãy cho mình một like, một nút đăng ký để mình có nhiều động lực để làm nhiều những video hơn, để có thể cung cấp cho các bạn nhiều hơn những hình ảnh tươi đẹp, những địa điểm vui và những địa điểm tham quan dành cho các bạn ở khu vực Tokyo các bạn nhé. Các bạn hãy khích lệ mình bằng cách là like và đăng ký kênh cho mình các bạn nhé. Chúc các bạn sẽ có nhiều sức khỏe và niềm vui. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Bye bye.